chiều ngày 23 tháng 12, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, một số sở ngành đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Mô về các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện trong thời điểm hiện nay. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Yên Mô, tính đến ngày 23 tháng 12, trên địa bàn huyện ghi nhận 4 ổ dịch tại cộng đồng với 59 ca bệnh đã được xét nghiệm khẳng định RT-PCR. Trong đó, đáng lo ngại là nhiều ca bệnh ghi nhận trong trường học mầm non là đối tượng trẻ em chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện chỉ đạo các địa phương có ổ dịch ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng, khẩn trương truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly, điều trị các trường hợp F0, F1, F2. Theo đó, có 336 trường hợp F1 được cách ly tập trung tại 7 cơ sở cách ly tập trung của huyện, thiết lập cách ly y tế các vùng ghi nhận ổ dịch, ca bệnh để kiểm soát và khống chế dịch. Huyện Yên Mô đã tập trung cao nhất huy động toàn xã hội cho công tác giả soát phát hiện cách ly các trường hợp liên quan và từ vùng dịch về địa phương đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để không hoang mang phối hợp đồng thuận trong tham gia truy vết lấy mẫu cách ly một khó khăn hiện nay trong công tác phòng chống dịch là kết quả xét nghiệm rt pcr chậm gây khó khăn cho công tác truy vết khoanh vùng và cách ly các ca bệnh tại buổi làm việc các đại biểu thành viên ban chỉ đạo của tỉnh và huyện đã trao đổi thảo luận bàn bạc làm rõ về các công việc cần làm ngay trong công tác phòng chống dịch thời điểm hiện nay trong đó, đã có 9 trên 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện ghi nhận các ổ dịch và ca bệnh. Cần tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, truyền thanh các cấp về các trường hợp có liên quan đến ổ dịch để liên hệ với ngành y tế, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly kịp thời. Vấn đề thực hiện test nhanh trước khi có kết quả xét nghiệm khẳng định làm cơ sở phòng chống dịch. Cùng với đó, tập trung lực lượng tiếp tục truy vết, giả soát, cách ly đối với các trường hợp có liên quan. Vấn đề đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục có quy định giảm hoạt động tập trung đông người, bổ sung nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tống Quang Thìn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá: các ổ dịch trên địa bàn huyện Yên Mô đã có những diễn biến rất phức tạp, một số ổ dịch nguy cơ lây lan trên diện rộng rất cao, cần có sự khẩn trương vào cuộc để truy vết, bóc tách, cách ly, khoanh vùng kịp thời trên diện rộng. Trước mắt cần tạm thời cho học sinh bốn cấp trên địa bàn huyện nghỉ học, mở rộng tết nhanh cho các xã có liên quan đến các ổ dịch, các trường học, khu chợ, doanh nghiệp phong tỏa chặt chẽ các ổ dịch đã ghi nhận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khai báo y tế, tố giác người về từ vùng dịch, trốn khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực, chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly tập trung để cách ly F1, các trạm y tế lưu động để điều trị các ca bệnh F0, tiếp tục giả soát tiêm vaccine dự phòng cho các đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền. Cùng với đó, nâng cấp độ phòng chống dịch đối với các địa phương ghi nhận ổ dịch có nhiều ca bệnh, thực hiện mở rộng phong tỏa khu vực nguy cơ cao thuộc địa bàn xã Khánh Thịnh, Yên Nhân, công ty Master Vina thị trấn Yên Thịnh, công ty quảng cáo Banana xã Yên Phong trên cơ sở đề nghị của cơ quan chuyên môn hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Đồng thời, ngành y tế có sự điều phối về xét nghiệm PCR để đẩy nhanh kết quả khẳng định có sự hỗ trợ huyện Yên Mô về nhân lực và các điều kiện cơ sở vật chất trong phòng chống dịch không để quá tải áp lực cho lực lượng y tế địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý trong quá trình triển khai các biện pháp phòng chống dịch cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đồng thời trước những khó khăn bất cập huyện yên mô cần báo cáo ban chỉ đạo tỉnh để có sự chỉ đạo tháo gỡ kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả không để lây lan trong cộng đồng